sang phà rạch miêu, hoa lẻo đẻo theo sau đôi bóng trăng lên đầu, hương như áo cô dâu, áo bầu đỏ cánh kiến da bầu vàng phù sa, mắt người xanh nước biển bầu hồng long quang. Bầu sang phà rạch miêu ngoe ngoại xuống bên tre, về cái mơn lương qua hay là về sơn đốc ba tri, búa bầu rung tiếng lá thoang thoảng mùi làm dư tình lúc dâng. Chào mừng anh em đã quay lại với kênh âm thanh nội địa Sài Gòn. Mình tiếp tục giới thiệu anh em dàn nội địa Kenwood Modern SC3. Dàn này còn rất là đẹp anh em. Thiết kế mặt trước này này ốp mica, còn này là bằng nhôm anh em, sáng bóng luôn. Cái này còn được sơn bạc nhìn rất là đẹp. Cặp loa rin theo dàn loa thùng màu gỗ và cái ốp màu gold nhìn rất là đẹp. Cấu tạo loa thì bass 12 bằng giấy viền vải tẩm, và phía trên này là dép đơm anh em ha. Đơm tiếng rất là chắc xảo. Dàn này tổng thể còn rất là đẹp. Nút nhấn volume còn bóng loáng luôn. Hoạt động thì hoàn hảo, với chức năng CD, MD rồi có AUX nghe nhạc từ điện thoại máy tính, hoặc là mình gắn Bluetooth cho nghe em rất là hay. Đặc biệt dàn này mình có kèm một cái remote học như thế này để anh em chỉnh được chọn bài, tắt mở volume và chỉnh được bass chép anh em ha. Đây mình chỉnh bass chép anh em xem. Đây là bass mình tăng giảm bằng volume ha. Cộng trừ 8 ha. Và bấm cái nữa chuyển qua chép để mình chọn. Cái âm dàn cũng chi tiết và tách bạch. Loa còn rất là đẹp anh em ha, đẹp góc cạnh luôn, đẹp như chưa sử dụng luôn anh em ha, đúng model luôn, SC3. Bộ này thì mình bán giá mùa dịch này chỉ 1.1 triệu thôi nè, rất là rẻ ha, anh em về sử dụng nghe nhạc. Với ngoại hình đẹp như thế này thì giá quá tốt để anh em sử dụng. Chàng ơi quá dễ rất là trong trẻo và rất là rõ ràng. Tức mình theo bên gốm nâng nỉ hoài không nghe, ước gì đường trắng trở gặp nụ cười bên. Rồi mình test qua chức năng CD. Vào cái điện thoại như thế này à, mở nhạc trên YouTube nha.
với tình cô liêu ấm thêm lòng ít nhiều. Tâm tư bâng khuâng ngày đôi ta đến đây cũng vườn giữa chốn này nhặt hoa tím rụng cài lên áo, có ai đâu ngờ hoa tím cả người. Rồi mình test xong cái dàn nội địa Kenwood Modern SG3 nguồn còn đẹp lan can luôn em ha. Hoạt động hoàn hảo, chức năng CDMD và có AUX nhà từ điện thoại máy tính hoặc là gắn Bluetooth. Đặc biệt mình tặng kèm cho anh em một cái remote để anh em chỉnh được bass chép, tăng cường chất lượng của dàn máy lên ha, chỉnh được trọng bài vân vân, volume tắt mở đầy đủ luôn. Giá dàn này chỉ 1,1 triệu thôi, rất là rẻ, chất âm rất là hay. Anh em mua vui lòng liên hệ mình 0981333246. Anh em ký kênh nhấn nút thông báo bên phải video, nhấn chuông nhận video mới nhất từ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại anh em.